Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với điểm tin tối tại SNews và ngay bây giờ hãy cùng mình đến với phần điểm tin của ngày 22 tháng 2. Hôm nay ngày 22 tháng 2 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau. Ba chàng trai bị nhà hàng buffet dán biển cấm ăn nhiều, nam thanh niên giả làm bác sĩ chữa cho F0 lên tiếng, Hà Đức Chinh và bạn gái hot girl Mai Hà Trang tổ chức lễ ăn hỏi và nhiều tin tức khác đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vào quán buffet thì để ăn thoải mái, thế nhưng mới đây thì cộng đồng mạng đã vô cùng xôn xao về một bức hình của ba chàng trai bị một quán buffet dán biển cấm ăn nhiều chỉ vì từng làm khách của nhà hàng này. Cụ thể, hình thức phục vụ buffet nghĩa là khách hàng sẽ phải trả một mức giá nhất định theo quy định của nhà hàng, sau đó thì có thể ăn những món ăn trong menu với số lượng không giới hạn. Vì thế, dù ăn ít hay ăn nhiều thì khách hàng cũng không hề làm sai quy định, không có lý do gì để cấm họ như vậy cả. Thế nên câu chuyện trong tấm ảnh này thì đã khiến cho cộng đồng mạng không ngừng tranh cãi, ghi nhận một số bình luận như sau. Đi ăn buffet là để được ăn nhiều, người ta đã trả đúng giá tiền rồi mà, cấm gì kỳ vậy? Buffet ăn nhiều thì cấm, thế ăn ít có trả lại tiền không? Nhà hàng làm vậy là sai quy định rồi, vân vân. Đây thì cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra tình huống như thế này, bởi trước đó thì đã có một vài trường hợp hy hữu khiến các nhà hàng buffet phải sử dụng biện pháp ngừng đón tiếp do sức ăn của khách quá khủng, gấp 4-5 lần so với bình thường. Tuy nhiên, nếu xét đến nguyên tắc phục vụ của các nhà hàng buffet thì việc làm của nhà hàng này như vậy là thiếu tôn trọng khách hàng. Thế nhưng sau tất cả thì cũng có một số ý kiến của cộng đồng mạng cho rằng tấm ảnh này chỉ là do nhóm bạn trẻ tự in ra nhằm tạo nên một tình huống giải trí, chứ không phải là một câu chuyện có thật tại một nhà hàng nào đó. Một nam thanh niên giả làm bác sĩ để chữa bệnh chăm sóc cho F0 tưởng như là một hành động đáng lên án, thế nhưng câu chuyện đằng sau thì mới thật sự khiến cho nhiều người cảm thấy xúc động. Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh Nguyễn Quốc Khiêm, người được cho là đã giả danh sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để có tên trong danh sách tình nguyện viên chăm sóc F0 ở trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì anh Nguyễn Quốc Khiêm thừa nhận việc giả danh bác sĩ điều trị cho F0 tại khu cách ly. Thế nhưng lý do đằng sau thì mới khiến nhiều người phải bất ngờ khi anh Khiêm cho biết, ban đầu tôi chỉ muốn tham gia chống dịch thôi, lỗi của tôi rất lớn là đã giả mạo như vậy, nhưng tôi không hề trục lợi gì cho bản thân và gia đình. Mỗi khi nhà hảo tâm tài trợ rau, gạo, tôi luôn phát cho người dân và người bệnh. Anh Khiêm cũng khẳng định rằng anh không đụng vào các khoản tiền ủng hộ cho khu cách ly. Còn về việc làm giả giấy khen là thạc sĩ, bác sĩ công tác tại khoa tim mạch Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Khiêm cho biết, tôi chép trên mạng và không biết được hình thức trình bày của một tờ giấy khen ra sao cả. Gia đình vẫn biết tôi học y và khi làm điều này, tôi chỉ muốn về khoe với ngoại là con được như vậy thôi. Nguyễn Quốc Khiêm cũng cho biết, trước đây khi dịch bắt đầu bùng phát thì anh có tham gia trong đội lấy mẫu cộng đồng của quận 3, sau đó thì được một số người khuyên tiếp tục tình nguyện vào khu cách ly nên anh mới làm như vậy. Sau nhiều năm yêu nhau thì cuối cùng cặp đôi trai tài gái sắc Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang đã về chung một nhà vào ngày hôm nay ngày 22 tháng 2. Vào sáng ngày hôm nay, trên mạng xã hội đã bất ngờ lan truyền những hình ảnh tại lễ ăn hỏi kết hợp với đám cưới của tiền đạo Hà Đức Chinh và bạn gái Mai Hà Trang. Trong những bức ảnh có thể thấy rằng, chú rể Đức Chinh diện vest đen bảnh bao sánh đôi cùng cô dâu Mai Hà Trang xinh đẹp trong bộ váy trắng. Lễ ăn hỏi và đám cưới được tổ chức tại nhà riêng của Hà Trang ở quê hương Bắc Giang. Hà Đức Chinh và Mai Hà Trang từng công khai hẹn hò vào tháng 5 năm 2019. Đến nay, cả hai đã bên nhau được gần 3 năm, cặp đôi cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc, tình cảm bên nhau. Trong suốt thời gian đó, câu chuyện tình cảm của cả hai đã nhận về rất nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả. Hà Trang đã nhiều lần về thăm nhà Đức Chinh ở Phú Thọ, thân thiết với mẹ và em gái của cầu thủ Hà Đức Chinh. Tết Nguyên đán năm 2022 vừa rồi, Hà Trang cũng về quê nhà của Đức Chinh để ăn Tết cùng với mẹ của cầu thủ gói bánh chưng và làm cỗ cúng gia tiên. Tính đến ngày hôm nay, đã có thêm 6 tỉnh thành trên cả nước quyết định cho học sinh dừng việc đến trường, nâng tổng số địa phương học trực tiếp lên con số 15. Theo đó, tính đến 17 giờ ngày hôm nay, ngày 22 tháng 2, cả nước đã có 15 tỉnh thành cho học sinh mầm non tạm dừng đến trường. 15 tỉnh thành bao gồm Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang và thành phố Buôn Mê Thuột. Đối với bậc tiểu học thì có 9 địa phương dừng việc học trực tiếp, bao gồm Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, thành phố Buôn Mê Thuột và Hà Nội.
Đối với học sinh trung học cơ sở, cả nước có 4 tỉnh thành cho học sinh nghỉ học trực tiếp, bao gồm Phú Thọ, Lào Cai và Vĩnh Phúc. Riêng đối với thành phố Hà Nội, khối lớp 6 của 12 quận nội thành cho học sinh nghỉ học trực tiếp, còn những khối lớp khác đi học bình thường. Cuối cùng, đối với khối trung học phổ thông, cả nước có 62 tỉnh thành đón học sinh quay trở lại trường, chỉ duy nhất Lào Cai cho học sinh phổ thông dừng học trực tiếp. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học vì thời tiết rét đậm, rét hại như Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, thành phố Hòa Bình, Hải Phòng, v.v. Các bạn thân mến, ngay bây giờ hãy cùng với SNews cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong 24 giờ qua tại nước ta, dự báo thời tiết cũng như giá xăng dầu và giá vàng. Đó là những tin tức có trong điểm tin tối ngày hôm nay ngày 22 tháng 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong điểm tin tối ngày mai nhé.